trading. Hello tất cả mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Farm Trading. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 và chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với chuỗi series video nhận định và phân tích tình hình giá Bitcoin hàng ngày. Hiện tại, ngày hôm nay thì chỉ còn 20 phút nữa là đến ngày chúng ta sẽ được đóng. Và hiện tại ở đây, chúng ta hãy cùng nhau phân tích những cái cây nến ngày dạo gần đây. Cách à, cái đây hai hôm thì Bitcoin đã có một cái cây nến nổi lực lên rất là ấn tượng đã vượt qua được cái vùng cản là 19.900 và 20.000 đóng nến ở cái khu vực là trên 20.000 tiếp theo đó là ngày hôm trước chúng ta có một cái cây nến Hammer một cái nến Hammer đạp xuống nhưng mà sau đó đã có một cái lực buy giúp cho giá Bitcoin là đã đẩy lên và đóng nến ở cái khu vực phía trên này vẫn là trên 20.000 Tuy nhiên sau đó thì ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng ta đang có một cái cái cây nến là của ngày 6 tháng 10 vẫn đang chờ đóng nến. Tuy nhiên là cây nến này thì theo mình thấy là nó vẫn không có được đẹp và hiện tại giá nó đang bị áp lực đẩy về lại dưới khu vực là 20.000 và ở đây là chúng ta đang ở trên khung nến ngày và giá nó đang được hỗ trợ bởi cái đường EMA này và chúng ta chờ đợi xem và giá nó có nỗ lực thành công hay là không cho cái việc đóng nến giá đóng nến của cây nến này ở trên cái khu vực EMA cũng như là trên khu vực 20.000. Hiện tại chúng ta đang có giá giao dịch ở 19.900. Và cái điều này cho chúng ta thấy rằng việc hai cây nến nỗ lực tăng giá ngày hôm trước là rất là tốt. Tuy nhiên là những cái lực tiếp theo ở những cái hai hai ngày gần đây là nó đang 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 yếu dần, đang yếu dần. Đấy và không có tiếp tục cho một cái đà tăng giá thực sự là mạnh mẽ nữa mà nó bắt đầu nó phải là quay về test những cái khu vực lân cận những cái những cái khu vực nó nó nhỏ hơn để có thể là lấy được cái then khoản và lấy được cái đa để đi tiếp vào những cái khu vực tiếp theo ở đây trên nến ngày thì hiện tại là chúng ta zoom lại chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có thể thấy rằng thứ nhất là giá nó đang được những cái lần trước thì giá nó đều đi lên đến những cái đường ema ở trên này và nó đã gặp cái cạn và nó sẽ bị đạp xuống và những lần trước đó thì giá nó giá của bitcoin nó nó có cái sự tăng trưởng lên rất là nhanh và liên tục là những cái nến xanh đấy thì cái lực mua nó rất là tốt để đẩy được cái giá lên đến gần cái khu vực là ema đây những cái cây nến nó đẩy giá liên tục tuy nhiên hiện tại thì chúng ta đã có thể thấy là những cái giai đoạn về càng về sau bây giờ thì cái lực bán trên thị trường cái lực mua trên thị trường nó đẩy lên thì càng ngày càng yếu dần yếu dần Đấy. và kỳ vọng của chúng ta rằng giá của nó có thể là về đây để nó test lại và sau đó nó đẩy lên được tiếp những cái khu vực cao hơn Đấy, và nó lên đến cái khu vực là gần cái đường EMA này thì lên quen ở cái ngưỡng là theo mình thấy nó ở rơi vào cái khu vực khoảng à đây chúng ta rơi về đây khoảng cái khu vực là 21.000 21.500 thì đây là khu vực chúng ta kỳ vọng trên khung nến ngày Giá nó có thể lên được đến đây trước khi điều chỉnh và quay đầu đi xuống lại. Trên khung nến ngày này thì hiện tại là khi chúng ta zoom lại và kẻ một số các cái đường trendline thì hiện tại là giá nó vẫn đang bị giới hạn bởi một số các cái đường trendline nhất định. Thứ nhất chúng ta nói hai cái đỉnh gần nhất thì ở đây, đây. Và chúng ta có được cái chuyện là đấy, hình thành một cái mô hình tam giác như thế này và giá nó vẫn đang bị kẹp ở trong tam giác này và chưa thực sự là break out ra được Đấy, đây nên em có thể thấy rõ luôn và nó đang bị kẹp ở phía vùng phía dưới là 18.500 và vùng phía trên là cái vùng vùng cái đường trail line nối hai cái điểm gần nhất là 25.000 24.000 và cái điểm tiếp theo là 22.700 và về đến đây hiện tại chúng ta đang có một cái khu vực cản của giá nằm ở cái khu vực là 20.700 đấy 20.700 20.600 và hiện tại thì giá nó lên đến cao nhất của cái nhịp này là 20.450 và nó đã bị quay đầu trở xuống đạp trở xuống lại đấy thì liệu rằng giá nó có thể là đi qua được cái khu vực phá được cái khu vực trái này để đi tiếp hay không và cái đường trái này nó đã được test lại hai lần cho nên là hiện tại thì cái lần thứ ba này để giá nó vượt qua được trong cái lần thứ ba sau khi test thì nó cũng là một cái điều khá là khó khăn đấy cho nên chúng ta cần phải có một cái thông tin hoặc là một cái lực nào thực sự tốt để giá nó kỳ vọng nó vượt qua được cái khu vực này. Đây. Từ những cái định gần nhất. Đấy cái đường trendline line này. Đường này thì xa quá mình xóa đi. Đây chúng ta nếu nối từ cái định gần nhất là ở cái giai đoạn hồi tháng 5. Cuối tháng 5. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn ghi nhận lại vẫn có được một cái đường trendline khá là chính xác và giá nó test cái đường này khá là ổn định. Đấy, nó đã test ở đây là lên đến một lần, hai lần, ba lần, bốn lần và hiện tại là lần thứ năm. Đấy, hiện tại là lần thứ năm. Và như ở đây là anh em chúng ta thấy luôn là giá nó gặp cái đường trendline này và nó phản ứng ngay lập tức. Ngày hôm qua là giá nó gặp cái đường này và nó đã phản ứng ngay lập tức. Đấy. Cho nên là hiện tại trên khung nến ngày thì chúng ta thấy rằng giá nó vẫn là chưa có thực sự là phá hẳn để cho xác nhận một cái dấu hiệu là giá thực sự tốt đảo chiều. Đấy. Tuy nhiên đây là một cái mô hình tam giác tam giác giá giảm dần thì cái việc theo cái cấu trúc tam giác giá giảm dần thì cái xác suất có cái khả năng là giá nó bị đẩy xuống rất là cao giá nó sẽ phá vỡ theo cái chiều hướng đi xuống và nó sẽ tiếp tục rất là cao Đây. Đấy, và sau đó giá nó sẽ tiếp tục đi xuống thì cái xác suất này nó xảy ra rất là cao nếu mà giá nó không thực sự là phá vỡ được sớm ở cái khu vực phía phía cạnh trên cái đường trend line này, được chưa? Vậy trong cái nhịp vậy trong cái nhịp tăng trưởng của lần này thì liệu rằng giá nó có thể là lên đến được những cái khu vực như thế nào? Thì hiện tại trên khung H4, giá nó đã nằm trên cái cùng EMA 34 và 89. Tuy nhiên rằng hiện tại là anh em chúng ta thấy được sau cái việc lên và không thành công ở cái mức là 20.400 ngày hôm qua thì hiện tại là giá nó đã hình thành cái mô hình hai đỉnh. Đây, tối qua trong video livestream mình cũng đã có phân tích rồi. Đấy, hiện tại giá nó đã hình thành cái mô hình hai đỉnh và chúng ta đang kỳ vọng rằng giá nó có thể là nằm sideways ở trong cái khu vực khu vực này, tức là giá nó đừng có vượt phá được cái đáy này và nó đi xuống hoặc là nếu giá nó không phá được cái giá cái đáy này và nó nó chưa có thể vượt qua được cái đỉnh ở phía trên này thì là giá nó sẽ hình thành một cái mô hình sideways ngắn hạn đây sideways ngắn hạn ở trong khung h4 thì giá nó sẽ đây nó sẽ sideways chưa và chúng ta nếu sideways như này chúng ta sẽ có được một cái mô hình, mô hình nêm, mô hình cờ Đấy, và sau đó là kỳ vọng giá nó sẽ break qua lên đến những cái vùng tiếp theo Đấy. đây cũng là một cái kịch bản nữa mà chúng ta có khả năng là sẽ thấy trong trong cái thời gian sắp tới là một kịch bản nữa trong khuôn H4 là giá nó sẽ đi như thế này nếu nó nó đừng có vượt qua phá vỡ lại cái đáy cái cái cản cũ là bây giờ đã hình thành trở thành một cái đáy một cái vùng hỗ trợ là 19.900 và 20.000 đấy thì chúng ta kỳ vọng là giá nó sẽ có thời gian tích lũy ở đây để lấy cái lực và đi tiếp là phá vỡ cái những cái vùng trên này và khi giá nó phá vỡ được cái khu vực trên này thì chúng ta kỳ vọng rằng giá nó sẽ lên đến những cái khu vực là đây 20.700 20.800, 21.000. Này, chúng ta kỳ vọng là giá nó sẽ lên được cái khu vực này. Lên đến được tiếp theo khu vực ở trên này và trên này thì chúng ta có rất là nhiều các cái cái lượng uh, thanh khoản và chắc chắn là giá nó đầu tiên là giá nó có thể là tối đa chỉ đến được cái ngưỡng là 21.700 này. Đấy. Theo tình hình kinh tế hiện tại và nếu tuần sau là phép nó uh, cái chỉ số CPI nó không có tốt thì nhanh nhất trong cái giai đoạn bây giờ thì giá theo mình nghĩ là nó có chỉ có thể lên đến được cái khu vực trên này mà thôi. Đấy. Và kịch bản cho khung H4 là có thể là nó sẽ chạy plan như này. Còn lại chúng ta phải đầu tiên là bây giờ anh em chúng ta plan là sẽ quan sát xem thử là giá nó có vượt qua được cái đỉnh và cái đáy này hay không. Hai vùng này, hai khu vực này, hai khu vực quan trọng cần phải kiểm tra trong ngắn hạn H4. Đây, nó chỉ cần phá vỡ một trong hai cái khu vực trên hoặc dưới thì ngay lập tức giá nó sẽ tiếp tục cái xu hướng mà nó đã phá vỡ tại vì ở đây nó đã hình thành mô hình hai đỉnh là nó đã vượt qua nhưng mà không thành công Đấy. và ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái nỗ lực tăng giá ở từ dưới này lên đến trên này và hiện tại trên này nó đã bị chậm dần thì có thể thấy rằng cái, cái 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 việc tăng giá chỉ là từ lên 20.000 và bây giờ chúng ta kỳ vọng lên đến khoảng mức 21.000 là khoảng 1.000 giá đối với Bitcoin nhưng mà hiện tại để để đạt được cái điều này thì Bitcoin nó đang rất là mất thời gian và nó đang khá là khó khăn chứng tỏ là cái 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 giao dịch ở trên thị trường và cái lực mua ở trên thị trường nó khá là yếu đấy nó khá là yếu thì nó không có thể hiện cho chúng ta thấy được một cái sức mạnh thực sự của cái việc là nhiều nhà đầu tư người ta muốn đẩy cái mức giá và người ta sẵn sàng mua ở cái mức giá hiện tại cho nên là cái nhịp tăng tăng giá này mình thấy cũng khá là rủi ro nếu nó cứ duy trì với một cái tình trạng là cái lực yếu như thế này thì thì dần dần khi cái lực này nó suy cảm thì nó có thể là hết không có được đỡ nữa là giá nó hết cái 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 hết cái động lực và hết cái đà để nó tăng lên tiếp và bắt buộc nó phải quay đầu xuống nó giảm đấy cho nên cái điều quan trọng là chúng ta cần phải thấy được một cái lực đẩy giá một cái lực mua mạnh ở cái giai đoạn bây giờ để kỳ vọng cho giá nó lên được những cái khu vực tiếp theo còn là nếu mà cái lực mua bán nó suy yếu như thế này thì theo mình thấy là cái lực cái 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 việc chúng ta lên được những cái khu vực cao là một cái điều hết sức là khó khăn đấy đấy là trên khung h4 được thì tổng tổng quát lại của chúng ta là trên khung ngày và trên khung h4 thì chúng ta nhận thấy được cái điều gì thứ nhất là hiện tại chúng ta quan sát rằng giá nó không có bị phá vỡ ở cái vùng là 19.900 và 20.000 đóng nến ít nhất là đóng nến cấu trúc của H4 nó không có bị phá vỡ ở những cái khu vực là 19.800, uh, 19.900 đấy. Và sau đó, sau đó là giá nó phải là đi lên và nó đầu tiên nó phải phá qua được cái khu vực là 20.400. Nếu nó phá qua được 20.400 thì tiếp tục nó sẽ đi lên được những cái khu vực khoảng 20.900 và cao hơn là có thể là 21.800 đấy. Đây, ở đây là khu vực này hoặc là 21.500 thì đây cũng là một cái 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 khu vực cản của EMA trên khung đến ngày cho nên là mình khả năng dự đoán là lên đây chắc chắn nó sẽ gặp phản ứng và là giá nó sẽ đảo chiều quay trời xuống và sau đó là tùy cái tình hình lực và giá đảo chiều như thế nào thì chúng ta quan sát tiếp Đấy. còn lại cái tình huống nếu mà giá nó phá vỡ được cái khu vực dưới này thì nó sẽ mất đi cái đà tăng ở đây và nó chỉ nếu cái cái việc nó phá vỡ ở đây thì theo mình nghĩ rằng nó chỉ cần 1 đến hai cây nến là nó sẽ trở về lại ngay cái khu vực xuất phát điểm của chúng ta là 18.800 đến 19.000. Lên thì nó nhanh nhưng mà xuống giai đoạn này nó xuống rất là, à lên thì nó lâu nhưng mà xuống nó rất là nhanh mà thôi. Đấy, như thế này, nó sẽ mất khoảng hai cây nến để nó đi về lại được cái vùng xuất phát của nó mà thôi. Khi nó lên nó sẽ mất cái thời gian nhưng mà khi nó xuống nó sẽ đi rất là nhanh. Đấy, và nó thủng cái khu vực ở đây là niềm tin trên thị trường thì nó cũng đã mất và nó bay bắt đầu nó quay trở lại cái khu vực ở dưới này là 18.700, 18.800. Đó là kịch bản, kịch bản xấu mà chúng ta cần phải dự phòng. Và qua tuần sau thì cái chỉ số CPI của Mỹ nó đã được công bố. Đây, cái lịch của Forex Factory tuần sau. Đây, uh, CPI tuần sau của Mỹ nó sẽ được công bố chỉ số CPI tháng vào 7 30 của ngày 13 tháng 10 theo giờ UTC. À đây là chúng ta sẽ theo giờ Việt Nam theo giờ Việt Nam nhé theo giờ Việt Nam là chúng ta sẽ có vào lúc mức là 7 giờ tối ngày 13 tháng 10 Đấy, và hiện tại từ giờ đến đó thì chúng ta thấy rất là nhiều các cái cuộc họp của FOMC diễn ra hàng ngày và cho thấy một số các cái quan điểm rằng đây, chúng ta cần lãi suất thực chuyển sang tích cực và giữ nguyên ở đó một thời gian để giảm và làm phát thì cái điều này chứng tỏ rằng cái mức hiện tại là cái ngưỡng tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm là một cái ngưỡng mà có khả năng là nó sẽ duy trì trong một cái thời gian dài và cho đến khi đạt đến cái ngưỡng tổng lãi suất là 4,5 đến 4,6 phần trăm và hiện tại thì cái mức lãi suất của chúng ta đang ở cái mức là 3,2 3,5 3,25 và 3,5 đấy thì chúng ta mất khoảng hai cái nhịp nữa tức là hai cái đợt tăng giá vào tháng 11 tháng 12 nếu giữ nguyên cái mức khoảng 0,75 thì thị trường vẫn là tiếp tục rất là khó khăn nha và mình nghĩ là nếu nếu nhìn như thế thì giá nó sẽ là bắt đầu nó giảm. Nó giảm tiếp tục về là những cái vùng thấp hơn. Quan điểm của Fed giai đoạn bây giờ thì là gần như là không có cái dấu hiệu của cái việc giảm lãi suất. Ở đây là không giảm lãi suất dự kiến trong năm tới và cũng như là sử dụng các công cụ của riêng mình để đạt mục tiêu lạm phát đấy. Giữ nguyên cho đến khi đạt mục tiêu lạm phát cho nên cái câu chuyện bây giờ là phải kiềm hạn cái lạm phát đấy. Và một trong những cái yếu tố để chúng ta xem được thử là cái việc lạm phát nó đã đã giảm hay là chưa đó là về cái chỉ số thất nghiệp hôm qua trong livestream thì mình cũng đã có giới thiệu cho anh em về cái chỉ số đường cong philip là một cái mô hình để chúng ta liên quan giữa cái việc chỉ số thất nghiệp và lạm phát thì anh em có thể tìm và xem lại và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái việc là cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ à, hôm qua thì nó đã công bố một cái chỉ số uh, thất nghiệp rồi Đấy, và hôm nay là nó sẽ công công bố cái tỷ lệ tỷ lệ thất nghiệp là bao nhiêu phần trăm và chắc chắn là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện tại thì nó vẫn là chưa có giảm được và nó sẽ là tăng tại vì hiện tại là lạm phát nó vẫn đang cao Đấy, tuy nhiên là hiện tại thì lạm phát nó đang đang được kìm hãm và nó đang được giữ nguyên hoặc là có xu hướng giảm tiếp trong tương lai thì bắt buộc cái tỷ lệ thất nghiệp là nó sẽ phải tăng lên trước mắt Đấy, đó là một số các cái thông tin thị trường mà chúng ta cần phải quan sát giai đoạn bây giờ thì thì từ giờ đến 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 cái ngày 13 này thì thông tin chính của toàn thị trường tập trung vào là vẫn là CPI cho nên là cái CPI này thì gần như là cả thị trường nó sẽ tập trung và giống như cái đợt của tháng trước là cái khung giờ gần giao dịch của CPI thì giá cách đó khoảng 2 tiếng nó sẽ bắt đầu nó chạy và khi có thông tin của CPI thì giá nó sẽ là loạn lạc và sau khi có cái thông tin CPI này chắc chắn là gần như thị trường nó sẽ tiếp tục có được cái xu hướng chính cho cái một tháng tiếp theo Đấy, dựa trên cái chỉ số lạm phát và CPI nó sẽ Uh, dự đoán được cái tỷ lệ lãi suất lại và gần như thị trường nó sẽ có được cái xu hướng rõ ràng để chạy và cái tỷ lệ uh, cao ở đây mình thấy là cái xu hướng giảm giá thì nó vẫn đóng cái vai trò là chủ đạo trong cái nhịp sắp tới cái quan trọng mà anh em chúng ta đang chờ đợi là giá nó có kịp hồi phục trong những cái vùng tiếp theo để lấy cái lực lượng thanh khoản cho cái đợt giảm tiếp tục um, thời gian dài tới hay không Đấy, hay là nó chỉ hồi phục nhẹ được đến đây và nó giảm tiếp luôn. Và nếu giá nó hồi phục được đến đây và nó giảm tiếp thì có lẽ là chúng ta đã thấy rõ luôn là cái lực mua của thị trường ở giai đoạn hiện tại nó rất là kém. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang xoay quay ở trong cái khung lớn là trong trong cái khung này luôn. Đấy, chúng ta đang xoay quay ở trong cái vùng này. 20.500 đến 18.600 là giao dịch ở quay ở trong khoảng là 20 à, khoảng 2.000 giá thì cái việc của chúng ta trong ngắn hạn là vẫn chờ những cái nhịp đẹp ổn thì chúng ta sẽ long lên còn là về dài hạn lên đến những cái vùng cao thì chúng ta bắt đầu có những cái entry đẹp để chúng ta short xuống thì đến lúc đó mình sẽ gọi mình sẽ báo cái tín hiệu này trong kênh telegram của farm trading anh em tham gia vào và có tín hiệu mình sẽ báo ở trong đó nhé rồi trên đây là những cái nhận định đầu ngày của mình thì chúc anh em một ngày mới ngày hôm nay chúng ta giao dịch nắm những cái nhịp cuối cùng của thị trường trước cái trước cái tin tức vào ngày 13 tuần sau chúng ta giao dịch thành công và hiệu quả xin cảm ơn